Trong niềm hân hoan đón chào năm mới, Ban điều hành Hội đồng hương Quảng Ngãi, Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận xin trân trọng kính mời quý đồng hương và thân hữu cùng đến tham dự tiệc tân niên mừng xuân Bính Thân sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 28 tháng 2 2016 tại trụ sở Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Arlington Fort Worth. Chương trình bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều với những nghi thức cổ truyền dân tộc như dân hương, múa lân, lì xì, chúc thọ đầu năm, trình diễn quốc phục Việt Nam, văn nghệ và lô tô mừng xuân với nhiều giải thưởng giá trị như gift card, iPad, iPhone, v.v. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Hồ Quang Tường, trưởng ban tổ chức, điện thoại 817-938-3619 hoặc email về quảngngaidfw@gmail.com. Ban điều hành Hội đồng hương Quảng Ngãi xin trân trọng kính mời.